Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung vừa ký quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như sau. Cấp tỉnh cấp độ 1, nguy cơ thấp màu xanh. Cấp huyện cấp độ 1, nguy cơ thấp màu xanh. Chín đơn vị gồm Châu Thành, An Biên, Tân Hiệp, thành phố rạch Giá, thành phố Phú Quốc, Dòng Riền, Gò Quao, thành phố Hà Tiên và Giang Thành. Cấp độ 2, nguy cơ trung bình màu vàng. 5 đơn vị gồm An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Hòn Đất và Kiên Lương. Cấp độ 3 nguy cơ cao màu cam, một đơn vị là huyện Kiên Hải, cấp xã cấp độ 1 nguy cơ thấp 91 đơn vị, cấp độ 2 nguy cơ trung bình 44 đơn vị, cấp độ 3 nguy cơ cao 9 đơn vị. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021. Các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thành phố và ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 tại quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn lĩnh vực quản lý.